một cái năng lượng, nhưng mà cái năng lượng đó nó làm cho người ta sợ hãi chẳng hạn. Thì cái đó là cái khí. Mà khi cái khí thì nó ảnh hưởng đến hình. Đó. Thí dụ như khi mà người nó dần thì cái tướng mạo của họ nó trở nên khác, mà cái người tâm tư thì cái tướng mạo của họ nó khác. Cho nên cái hình hoặc là khi tâm tư thì người ta có những cái cử chỉ hành vi khác, một khi tâm sân thì có cái cử chỉ hành vi khác chẳng hạn, thành ra nó ảnh hưởng lên hình. Thì vì vậy cho nên là cái khí đó, thường thường là mình thấy trên hình là dễ, nhưng mà có thể là qua cái hình đó mình có thể thấy khí, và qua cái khí đó có thể thấy ý. Cho nên các vị mới có cái tha tâm thông là đó, tức là qua cái ngoại hình rồi qua cái khí cái người nó toát ra là biết được cái tâm ý của người đó. Cho nên những cái này nó có cái liên hệ với nhau. Hết câu hỏi, ngồi uống trà. Dạ kính thưa thầy, con xin thầy giảng rõ ấy bài kệ. Ta đứng ta vốn từ, thiên thu đứng bên bờ giác ngộ, nhưng yêu đời bể khổ nên chọn kiếp phù du. Và xin thầy cũng giảng rõ cho con hiểu thêm về câu kệ thầy làm. Con cảm ơn thầy. Cái ý nói rằng là thật ra đó là cái tâm của mọi người đó, vốn là thanh tịnh trong sáng. Đức Phật ngài gọi cái tâm của mọi người là cái pavasara citta, tức là tâm chói sáng. Tức là cái tâm nó vốn chói sáng, có nghĩa là nó vốn là nó đã giác ngộ từ lâu rồi. À. Từ lâu là nó đã giác ngộ rồi. À, nhưng mà lại là, tức là cái đó là thầy gọi là cái tánh biết. Nhưng mà khi mà tiếp xúc với ngoài vật á, tiếp xúc thì nó mới sinh ra cái gì á, thì nó mới sinh ra cái tướng biết. Đó. Thì cái tướng biết đó, nó phải sinh ra cái tướng biết thì nó có thiền, có bất thiền, có đủ thứ. Thì từ cái chỗ mà thiền bất thiền đó, nhưng mà tánh biết thì luôn vẫn là soi sáng. Tánh biết thì vẫn là soi sáng. Cho nên mới là có thể điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi qua cái tướng biết. Đó. Bởi vì cái tánh biết thì chói sáng, nhưng mà khi mà nhìn mọi sự mọi vật thì có thể là nó khi tiếp xúc với cái bên ngoài đó thì mình có thể sinh ra những cái trong bài kinh đó, bài kinh mà nói là bài kinh nó có tên là đặt sai hướng. Đó. Tức là khi khởi phát sinh lên các cái tướng biết do xúc chạm với là cái bên ngoài đó, rồi do cái người đó không có nhận ra được cái tánh biết mà chói sáng đó, cho nên đó, tưởng mình đó là ở trong cái tướng biết. Thí dụ như bây giờ cái tướng biết đó là tâm sân thì lúc đó thấy mình sân thôi, tâm tham thì thấy mình tham thôi, mà không biết rằng là cái tánh biết vẫn là chói sáng. Cho nên mới nói là ta vốn từ thiên thu đứng bên bờ giác ngộ, tức là cái tánh biết ấy, thì luôn luôn là ở trên bờ giác ngộ.
Nhưng mà bởi vì á, khi các cái tâm tham sân si nó khởi lên á, thì cái đó gọi là chúng sanh. À, tất cả những cái tâm mà nó khởi lên thì chúng sanh, thì trong chúng sanh nó có thiện, có ác, có xấu, có tốt, gì đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái tánh biết thì luôn là soi sáng, luôn luôn soi sáng để mà coi như giúp cho cái tướng biết đó, đó loại trừ những cái mà cái ảo tưởng, những cái sai lầm, những cái bất thiện đó. Để giúp cho cái tánh biết đến một cái chỗ thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Là nhờ cái sự soi sáng của cái tánh biết đó mà dần dần cái thấy biết bên ngoài đó, đó nó trở thành là cái tri kiến thanh tịnh. Khi tri kiến thanh tịnh đó, thì lúc đó cái tâm nó không còn hướng ngoài nữa. Khi thấy tất cả cái bên ngoài đều như chân như thật rồi đó, thì lúc đó cái tướng biết nó quay trở về lại với cái tánh biết. Đó. Cho nên á, cái tánh biết thì nó là thanh tịnh trong sáng, nhưng mà luôn luôn theo với chúng sanh, đi theo chúng sanh. Yeah. Nhưng mà yêu đời bể khổ nên nguyện kiếp phù du, tức là phải đi theo chúng sanh. Chúng sanh sân thì vẫn là soi sáng cái sân, chúng sanh tham thì soi sáng cái sai tham. Nhờ vậy mà đến một cái lúc nào đó đó, thì cái tướng biết là trở về lại được với cái gọi là tri kiến thanh tịnh. Bởi vì á, Đức Phật ngài dạy trong Udana đó là cái có cái không sinh không hữu không tác không thành. Thì cái không sinh không hữu không tác không thành đó chính là cái tánh biết mà chói sáng đó. Nhưng mà khi mà sinh hữu tác thành đối qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì mới bị các cái cấu uế ở bên ngoài làm cho ô nhiễm đó. Cho nên Đức Phật ngài nói là nhờ có cái không sinh không hữu không tác không thành, cho nên mới là trình bày được cái sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. À, tức là nhờ cái tánh biết chói sáng này đó mà nó giúp cho các cái tướng biết sinh diệt ở bên ngoài đó dần dần trở về với cái tri kiến thanh tịnh, tức là đúng với cái điều mà Đức Phật ngài nói là giáo pháp của Như Lai là xả ly ly tham đoàn diệt an tịnh, thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Tức là khi mà đã trở về được cái tri kiến thanh tịnh đó, thì lúc đó mới là thấy được niết bàn. Mà niết bàn lúc đó chính là cái tánh biết, cái pappassara citta đó, tức là trở về với cái mà không sinh không hữu không tác không thành đó. Nên cái tu tập á là chính là thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về lại cái không sinh không hữu không tác không thành, chứ không phải là đi tìm một cái lý tưởng sở đắc nào đó ở bên ngoài, mà đi tìm cái lý tưởng sở đắc nào đó bên ngoài là luân hồi sinh tử. Còn ai hỏi nữa? Thầy có một cái bài thơ khác mà nhiều người phổ nhạc, bởi vì nó hơi dài dài một chút cho nên nó mới phổ nhạc được. Đó là cái bài mà bài gì quên rồi. Tao ngộ, bài tao ngộ. Bài tao ngộ là sao? Bắt lúc đầu sao quên rồi. Bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó. Thì cái trăng đó, cái trăng đó chính là Pappassara Citta đó.
đang lên chờ ta đó. Ngàn xưa chưa một lần trăng lặn, tức là cái Pāpāsara citta đó đó thì là lúc nào cũng có mặt hết đó. Đó. Rồi á, bây giờ ta đi vào viện xứ là cái đó là cái mà cái tướng biết này. Tướng biết là đi vào viện xứ, tức là chúng sanh á, chúng sanh ở trong mình á, cho nên khi mà ta nói là độ tầng chúng sanh là độ tầng chúng sanh trong mình á, chẳng phải là độ tầng chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh bên ngoài làm sao độ tầng được. Và chúng sanh trong mình á, tức là khi mà các cái tâm tham sân si ngã mạn tà kiến rồi này kia đó, là mấy cái đó là cái tâm là cái chúng sanh đó. Đó. Thì á, ta đi vào viện xứ, nhưng mà trăng đưa lối ta về, tức là luôn luôn là cái Pāpāsara citta đó, cái tánh biết đó, luôn luôn là nhắc nhở, nhắc ngộ cho. Đó, đại khái là vậy, tức là cái bài thơ đó nó dài hơn, nhưng mà nó cũng là cùng một cái nghĩa với cái bài thơ mà ta vốn từ thiên thu đó, đứng bên bờ giác ngộ cũng giống nhau. Dạ, bạch thầy, thưa thầy, con thấy khi thất niệm thì không có tham sân si, không có bản ngã, cũng không có cảm giác khổ. Vậy thất niệm có gì thua so với tâm giác ngộ vậy ạ? Làm sao? Tức là giống như tâm si á. Giống như cái tâm coi là không phải là tâm si nữa, mà lúc đó nó gọi là tâm vô ký. Tâm vô ký tức là giống như cái tâm mà nó sưng sững vậy đó. Người ta gọi nó sững đó. Sững tức là lúc đó giống như đứng hình đó. Đứng hình, đứng cả cái tâm cũng đứng luôn. Nhưng mà cái đứng đó thật ra cái đứng đó là cái đứng bị dính mắc. Do dính mắc cái gì đó cho nên nó bị đứng hình đó. Khi mà mình dính mắc vào một cái gì đó thì có thể dính mắc là do tham, có thể do sân, nhưng mà cũng có thể là do si. Thì trong cái tâm si đó, trong tâm si thì nó cũng có nhiều loại, ví dụ như trào cự cũng là si, nghi hoặc cũng là si, nhưng mà có một trạng thái si thì nó giống như là vô cảm hay là vô tình vô cảm gì đó. Đó là cái tâm mà giống như hôn trầm thủy miên á, trì trệ, hay là hoặc là rơi vào cái tâm vô ký đó. Thì lúc đó đó là nó đúng là nó không có cái lúc, thật ra lúc đó là không có chánh niệm tỉnh giác. Lúc đó là không có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà nó khác một cái là cái chánh niệm tỉnh giác thì nó sáng. Ví dụ như bây giờ mình trong cái căn phòng này mình bật đèn lên sáng thì nó lại thấy rõ hết. Còn nếu mình tắt đèn á, thì nó cũng là một cái trạng thái yên tĩnh rồi, nhưng mà nó không thấy gì hết. Nó vẫn khác nhau. Mà cái mục đích á, của giác ngộ đó là phải thấy ra sự thật, chứ không phải là ở trong một trạng thái mê ngủ. Tức là một trạng thái tỉnh thức.
cái chữ tỉnh thức này á, nó cũng có một cái nghĩa mà mình đừng có hiểu lầm với cái thức với ngủ. Cái chữ tỉnh thức là nói về về cái sự sáng suốt của tâm. Còn cái ngủ hay là thức hay ngủ thì cái đó là một cái trạng thái của cái tâm khi động hay tỉnh. Còn cái tỉnh thức là cái sự sáng suốt của cái tâm. Thì Đức Phật á, có người ta Đức Phật có 15 cái hạnh, thì một trong 15 cái hạnh đó, đó là cái hạnh luôn tỉnh thức. Luôn tỉnh thức là bởi vì cái tâm đã trở về với cái tâm chói sáng thì luôn lúc nào cũng sáng, cũng sáng suốt, cũng trong sáng. Nhưng mà có thể lúc đó là ngủ. Lúc đó là ngủ chống và thức, nhưng mà vẫn là tỉnh thức. Cho nên khi nhiều khi mình nói là luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức thì nghe có vẻ giống như mình cứ thức hoài chứ không ngủ nhưng mà cái đó là cái tâm nó rộng lặng trong sáng thôi, chứ không phải là không có ngủ. Rồi còn không, còn câu hỏi không? Dạ, hư vô xin hỏi là bạch thầy xin cho con hỏi là khái niệm về ngũ uẩn ngoài việc hình thành bản ngã cũng còn một ý nghĩa là pháp hữu vi, vì nó là tổ hợp của thân là sắc và tâm gồm thọ tưởng hành thức và được gọi là thân pháp và tâm pháp, phải không ạ? Con xin tri ân thầy. Ừ, đúng. Thì ngũ uẩn cũng là danh sắc thôi. Cho nên khi mà cái người mà thấy cái ngũ uẩn là danh sắc á, thì người đó là cũng đã thấy, đã gọi là có cái tuệ thấy danh sắc. Thay vì á, là cái ngũ uẩn á, thì mình chấp đó là bản ngã. Cái ngũ uẩn là tích lũy cái kiến thức kinh nghiệm, và chính cái kiến thức kinh nghiệm đó, đó nó càng làm dày cho cái bản ngã. Thì bản ngã đó là nó là cái nội dung của bản ngã, chính là cái kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy cho nên là khi mà mình thấy được đó chỉ là một cái tiến trình, khi soi sáng mình thấy đó chỉ là một cái tiến trình phát sinh, và cái tánh tướng thể dụng của nó như thế nào mình đều thấy rõ, thì lúc đó là mình trả những cái yếu tố nó trở lại, trở thành ra là những cái yếu tố duyên khởi của danh sắc thôi. Đó. Thì như vậy là tuệ thấy danh sắc á, hay là cũng lúc đó là cũng là nếu mà thấy được một cách toàn triệt như vậy á, tức là không còn thân kiến. Dạ. Thầy Mai Đoan xin hỏi là thưa thầy, con mở máy ra và thấy thầy, con biết liền là thầy. Vậy đó là tánh hay tướng biết ạ? Đó là tướng biết. Nhưng mà thực ra trong tướng biết đó, nó vẫn là tánh biết. Cái tánh biết nó xuất hiện, ví dụ như bây giờ nước, nước là nước. Nhưng mà khi mà nó ở trong cái ly ấy, thì mình gọi là ly nước. Nó ở trong cái chai thì mình gọi là chai nước. Thì khi mà cái ly nước hay chai nước ấy, lúc đó là tướng biết. Nhưng mà thực ra nó vẫn là nước, tức là nó vẫn là tánh biết.
Cho nên mới cái tánh biết nó mới ở, ở trong trong tất cả cái tướng biết. Và nhờ như vậy cho nên á, thí dụ như có người nói sao con cứ thực niệm hoài, mà sao biết là thực niệm. Sao biết thực niệm? Bởi vì thực niệm thì nó không biết, nhưng mà là ở trong đó nó có tánh biết đó, cho nên nó vẫn cứ biết đó. Cho nên là cái mà phát hiện ra được cái tánh biết là một điều, cũng là một điều mà hy hữu. Chẳng thôi là người ta cứ là trôi lăn trên cái tướng biết không thôi. Khi trôi lăn trên tướng biết thì chính là sinh tử luân hồi. Còn nếu vẫn là ở trong tướng biết, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn xúc chạm, vẫn biết cái này cái kia đủ thứ hết, đó là tướng biết. Nhưng mà khi cái người mà người ta giác ngộ được tánh biết ấy, thì người ta không còn bị chấp vào trong cái mà cái tướng biết đó nữa. Và cái đó là chỉ là cái duyên khởi mà thấy mà nghe người mà nếm như vậy thôi, chứ còn thật ra là người ta không có chấp vào cái hình tướng ấy, là không chấp vào cái gì cả. Nhưng mà ban đầu á, mình nhìn á, thì qua cái hình tướng, rồi mình phát sinh ra là cái khái niệm là đẹp, là xấu, là thương, là ghét, chẳng hạn vậy. Thì lúc đó nó mới là bắt đầu sinh ra những cái tướng biết tiếp theo. Tức là nó cứ nối nhau như vậy, cho nên mới sinh tử luân hồi. Còn nếu mà dừng lại ở ngay nó chỉ trông thấy, chỉ thấy, nhưng mà khi cái người đó, thì lúc đó chính là dừng lại trong ở nơi tánh biết, chứ không chạy theo tướng biết. Đó. Đại khái là như vậy. Dạ. Trang Ngô xin hỏi là, dạ thưa thầy, con thường được dạy rằng mỗi ngày cần phải xét lại xem mình có tốt hơn ngày hôm qua chưa. Con không biết dựa vào những điểm nào để con biết được điều này. Kính xin thầy khai thị cho con ạ. Cái này là cái pháp tu này thực ra là cũng không phải là của Đạo Phật. Mà cái pháp tu này là cái pháp tu gọi là phạn tịnh của Nho giáo. Trong Nho giáo nó có cái pháp tu là phạn tịnh, tức là luôn xem xét lại trong ngày mình là làm cái gì, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xấu, cái nào tốt, nhưng mà là dựa trên những cái tiêu chuẩn. Thí dụ như là tiêu chuẩn nhân lễ nghĩa trí tín gì đó, dựa trên một số hãy xét lại xem tiêu chuẩn mình có tốt hơn ngày hôm qua chưa. Con không do biết một cái tôn dựa giáo vào những là điểm nào cái, để con biết được điều này. Hệ thống đạo đức nào đó. Khai thị cho con ạ. Trong hệ thống đạo này là cái pháp tu này dựa lên trên đó. Thì cái đó là không phải. Không phải là như vậy. Mà cái gì? Nó nói cái gì? Cái phạn tịnh đó. Thì cái phạn tịnh này á, nó cũng được, tức là về phương diện là về cái phương diện mà đạo đức á, có tính chất tục đế đó, thì điều này cũng được. Nhưng mà khi mà đúng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình ở chân đế đó, đối tượng là chân đế đó, thì không cần thiết. Chỉ cần mình biết cái hiện tại là thân thọ tâm pháp đang là như thế nào thôi, chứ không cần phải quay lại
Để mình nhìn quá khứ mình làm cái gì, trong ngày mình làm cái gì. Cái đó là người ta nói nhàn trung kiểm điểm bình sinh sự, tịnh lý tư lương nhật sở vi. Đó, đó là cái cách mà gọi là phản tịnh là như vậy. Tức là khi mình rảnh rỗi thì mình ngồi mình kiểm điểm lại trong đời sống của mình đã làm cái gì, chưa làm cái gì, cái nào đúng sai xấu tốt như thế nào đó. Thành ra nhàn trung kiểm điểm mình sinh sự, tịnh lý tư lương nhật sở vi. Tịnh lý tức là lúc mà yên tĩnh thì suy nghĩ lại trong ngày mình làm cái gì. Đó là cái cách phản tịnh, đó là cách tu của phản tịnh. Thì phản tịnh nó cũng là một tự nhiên. Ví dụ như mình làm cái gì sai đó thì tự nhiên nó nhớ lại cái sai đó, rồi tự nhiên mình phê phán, mình nói cái này không được, mình phải thay đổi rồi chẳng hạn đó. Tức là cái đó nó cũng là một cái phản ứng tự nhiên, nhưng mà cái này nó phản ứng theo cái nhận thức tục đế. Còn cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là tuệ quán chính là đây. Tức là mình hoàn toàn là sáng suốt định tịnh thông lành ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại của thân, của thọ, của tâm, của pháp như thế nào thôi. Cái hồi quang phản chiếu đó thì lại đúng. Hồi quang phản chiếu tức là thay vì mình cứ sẽ coi bên ngoài, mình cứ hướng cái nhìn về vào bên ngoài, thì bây giờ ehipasiko là hướng tâm lại soi sáng lại mình đó. Nhưng mà soi sáng lại mình á, mà soi sáng lại cái khoảnh khắc hiện tại á, thì cái đó là mới là vipassana. Mà ngay cái khoảnh khắc hiện tại đó cũng là thấy thực tánh, chứ không phải là đánh giá cái giá trị đạo đức hay là giá trị gì đó, mà chỉ thấy thôi. Ví dụ như mình thấy sân, và đa phần thấy sân là mình liền là có một đánh giá là sân là sai. Cho nên bây giờ mình phải làm sao mình chánh niệm tỉnh giác cho mình để mà hết sân, thì cái đó là sai á. Cái đó không đúng về cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là khi sân là tròn vẹn thấy rõ cái sân nó đang diễn biến như thế nào đó. Và mình sẽ thấy nó sinh tử diệt đó. Cho mình không cố ý là phải diệt nó, và không xem đó là đúng hay sai, xấu hay tốt gì cả. Chỉ thấy một cái pháp đang diễn biến như vậy, và chỉ thấy nó đang diễn biến như thế nào, mà diễn biến chính yếu của nó chính là sinh và diệt. Đó. Giống như Lão Tự nói là vạn vật tình tác ngô dị quang phục vậy đó. Tức là khi có một cái tâm sinh lên đó, thì ta xem nó trở về như thế nào vậy thôi. Thì cái đó là vipassana. Còn bên kia nó cũng còn, nếu mà bây giờ phản tịnh theo cái nghĩa là cũng là hiện tại, nhưng mà mình nhìn lại rồi mình phê phán là cái này xấu quá, cái này không được, cái này mình phải thế này thế kia, là nó lại không đúng. Thì cái đó nó vẫn là mang tính tục đế, chưa đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà hồi quang phản chiếu nói chung là đúng. Hồi quang phản chiếu tức là quay lại để thấy soi sáng lại chính mình á, giống như thầy nói soi sáng thực tại vậy đó. Và trong thực tại đó là gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Dạ, và thầy Nguyễn Kim Tiên xin hỏi là, dạ thưa thầy, trong tứ hoằng thệ nguyện có câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
có phải là học những sự thật ở thân tâm cảnh đúng không ạ? Ừ, đúng đó. Chẳng phải là pháp môn mà cứ học kinh điển, kinh luận, học đời nào cho hết. Mà chắc gì học đã hiểu hết. Mà chưa chắc gì đã đúng. Kinh luận nó chắc gì đã đúng. Như Đức Phật Ngài đã nói rồi mà, tức là nói trong dài trong kinh Kalama rồi mà. Đừng có tin hết, đừng có tin kinh luận hết. Mà phải xem thì nó có đúng với cái sự thật không cái đã. Vì vậy cho nên tốt nhất á, cái người mà đã giác ngộ rồi á, à, tức là người mà đã thấy được cái cốt lõi của đạo Phật rồi á, thì bây giờ cứ ngay trên sự thật mà tu thôi. Còn nếu chưa thấy thì cứ học. Người nào chưa thấy thì cứ học kinh, học luận, học cho đến khi nào thấy thì thôi. Thì hồi xưa thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng nghiên cứu miệt mài kinh điển luận này luận kia cho thầy không nghiên cứu một luận đâu. Đa phần mình thì chỉ nghiên cứu Abhidhamma thôi, chứ còn thầy là nghiên cứu Abhidhamma rồi duy thức rồi luận câu xá rồi thần thật luận rồi đủ thứ. Nghiên cứu hết trơn á. Nhưng mà khi mình đã thấy ra vấn đề rồi thì những cái đó là coi như, nói xin lỗi là coi như đồ bỏ. Đồ bỏ tại sao? Tại vì cái đó là nói như cái ông thờ mộc á, nói về vua đó. Cái đó là cặn bã của thánh nhân, chứ không phải là thánh kinh sách thánh hiền gì cả. Đó là cặn bã của thánh nhân. Cặn bã là sao? Bởi vì cái thực thấy của thánh nhân á, của Phật á, nó cả một cái nội dung vô cùng đông á. Bây giờ chị nói ra chữ vô thường cái mình cứ lặp đi lặp lại vô thường như thử là cái máy vậy đó, chứ đâu có thấy vô thường đâu. Nếu mà thấy vô thường á thì mất tiền là không thấy buồn. Nếu mà vợ chết không buồn cái này nó mới thấy vô thường. Chứ còn là đâu phải thấy vô thường là cứ ngồi mà nói là vô thường tức là biến đổi đồ này kia, rồi nói chơi thôi. Còn bây giờ thấy vô thường là thực tế đó. Thực tế những cái vô thường diễn ra với mình đó. Thí dụ như bây giờ mình đang mạnh khỏe đó, cái thức ngủ dậy, thức dậy cái bị tai biến. Đó là vô thường á. Mà thấy vô thường là sao? Tức là tai biến cũng vẫn chỉ thấy tai biến, đang tai biến như thế nào. Vậy thôi, chứ không có. Thì vậy nó mới thấy vô thường chứ. Cho nên là chuyện mà kinh luận là một chuyện. Kinh luận là chuyện, mình phải trả kinh luận về cho kinh luận mới được. Thầy có một bài kệ. Thầy có một bài kệ đây nè. Bỏ tông là tông phái. Bỏ tông về lại chính mình. Cái gì này quên rồi. Bỏ dòng, bỏ phái. Bỏ kinh ngôn từ. Ngay đây thấy pháp vốn như. Tuyệt không sợ đắc. Vô dư niết bàn. Đó, thầy có cái bài kệ như vậy. Tức là khi mà bây giờ mình chỉ thấy pháp như nó là thôi. Đó, giống như Đức Phật thấy hết, thấy đất, thấy nước, thấy lửa, thấy gió, thấy cõi này, cõi kia, thấy cái sở đắc này, sở đắc nọ gì, Ngài thấy hết tất cả mọi thứ. Cuối cùng thấy luôn Niết Bàn. Nhưng mà rồi nói là vì Như Lai thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có dục hỷ trong Niết Bàn, không xem Niết Bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Thì Niết Bàn cũng chỉ chứng ngộ thôi, chỉ thấy thôi. Tức là người chưa thấy thì đi tìm thôi, chứ còn bây giờ thấy rồi thì nó còn vậy thôi. An Bình xin hỏi là, dạ con đảnh lễ thầy, thưa thầy cho con hỏi khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là gì ạ? Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức là mình chỉ
mình chỉ thấy thôi. Đó, cho nên trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe đó. Nhưng bây giờ mình hành đó, là mình hành sai rồi. Lẽ ra là mình trông thấy chỉ thấy, ví dụ như trong đi thì tròn vẹn tỉnh thức với cái đi thôi. Nhưng mình lại nói rằng là khi dựa lên thì cái gì là đất? Cái yếu tố nào là đất? Tìm cái yếu tố đất trong đó, rồi tìm yếu tố nước trong đó, yếu tố lửa trong đó là cái gì, yếu tố gió trong đó là cái gì đó. Là cái đó là sai rồi này. Tức là mình chỉ thấy thôi. Đọc lại câu hỏi. À, nắm giữ tướng chung, tướng riêng. Tức là mình không có, đừng có tìm cái tướng chung hay là tướng riêng gì cả, mà là chỉ thấy nó như nó là thôi. À, cho nên á, mình nói là khi mình thấy một pháp á, thì mình không thấy ngã, cũng không thấy nhân, cũng không thấy chúng sanh, cũng không thấy thọ giả. À, trong cái quán, khi mà dùng vật thực đó, thì Chư Tăng dùng vật thực là cũng có quán sát cái điều đó đó. Tức là mình chỉ thấy cái vật thực là nó chỉ là vật thực thôi. À, mình cũng là chỉ là như mình đang là thôi, chứ không phải ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không thọ giả gì cả. Nhưng mà mình là thường là mình cứ mình nhìn cái gì đó là mình nhìn với một cái, hoặc là tướng chung hoặc là tướng riêng. Tướng chung tức là một cái nhìn tổng quát. Cái tướng chung với tướng riêng là nó tạo thành khái niệm. À, ở trong khái niệm á, lúc đầu á, có cái bốn cái tâm, cái tiến trình tâm hình thành khái niệm. Thì trong bốn cái tiến trình tâm hình thành khái niệm đó, nó có cái ban đầu á, là mình nhận cái đối tượng, mà đối tượng đó là đối tượng của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đưa vào. Thì bây giờ ý đó, ý nó mới nắm, nó mới dựa trên cái gọi là pháp đó đó. À, sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, thì cái này là pháp, thì ý nó mới nhắm cái pháp đó. Cái pháp đó nó đã là pháp đó, là pháp đó thì nó vẫn là thực tánh. À, tức là bởi vì nó là cái hình ảnh của cái bên ngoài đưa vào thôi. Giống như mình chụp cái hình cái cạnh cái tháp chẳng hạn, thì mặc dù là cái hình nó không phải là cái tháp, nhưng mà cái hình đó nó vẫn là thực tánh. Nhưng mà bắt đầu á, mình mới nhìn cái tháp đó, thì lúc đầu á, thì nó qua cái thế này, là giống như bên mình triết học Tây phương á, à, về cái luận lý học á, thì người ta nói như thế này, là nhận thức á, nhận thức một cái sự vật gì đó đó là một phân tích giữa hai tổng hợp. Tại sao mà người ta có cái định nghĩa là một phân tích giữa hai tổng hợp? Là bởi vì khi mình nhìn thấy một cái là mình thấy tướng chung, sau đó mình mới phân tích. Thí dụ bây giờ mình gặp cái người nào đó, cái mình gặp người đó một cái, thì lúc đó là lúc đầu là mình thấy cái hình ảnh người đó thôi. Sau đó cái mình mới là thấy, à, cũng mình mới thấy là con mắt này, lỗ tai này, cái tóc này, rồi mập hay là ốm này, gì đó mình mới thấy ra cái đó. Thấy ra hết rồi mình nói, à, nhớ rồi, đây là cái anh A, anh cô B. Đó. Tức là lúc đầu là nhìn cái chung cái đó này, sau đó phân tích rồi cuối cùng là tổng hợp trở lại là cô B, cái anh A. Cho nên nó là một phân tích giữa hai tổng hợp. Thì cái phân tích đó là tướng riêng, còn cái tổng hợp đó là tướng chung. Nhưng mà khi mà có tướng riêng, tướng chung đó là đã hình thành khái niệm rồi. Còn cái nhìn mà khi trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết đó, là chưa hình thành khái niệm. Đó. Cái đó là cái vi tế. Cái vi tế này là giúp cho cái vi tế này là mà mình phải thấy, chứ không phải vi tế đó là theo kinh điển mà phân tích rồi bây giờ mình nói thôi cho mình thấy. Mình phải thấy ra cái điều này mới được. Thấy rõ khi mà mình trông thấy, trong chỉ thấy,
sau đó đó phân tích tổng hợp nó đưa đến như thế nào. Rồi mình thấy. Và khi mình thấy đó đó, bây giờ mình nói là đây là cô A, cô B gì đó, anh A, anh B gì đó, thì lúc đó là mình đã qua phân tích tổng hợp rồi. Tức là nó hình thành tục đế rồi. Còn bây giờ nếu mà thấy chân đế là, thì trong thấy chỉ thấy đó. Nếu mình thấu suốt được cái điều đó, đó thì mình mới biết được là khi mình thấy sự vật đó, là mình thấy chân đế hay là mình thấy tục đế. Mà cũng là một thứ thôi, chẳng phải là cái thứ khác. Nhưng mà qua tục đế thì nó khác rồi. Qua tục đế tức là mình đã gia thêm vô cái tư kiến, tư dục của mình vô trong đó rồi. Đó. Dạ, Triều, Khảm Triều xin hỏi là Bạch Hòa Thượng, có người định nghĩa si là không thấy sự thật. Con thấy định nghĩa này có vẻ thực tế. Kính mong Hòa Thượng khai thị ạ. Thì đương nhiên rồi, tham sân si gì đều cũng không thấy sự thật hết. Không phải chỉ si là không thấy sự thật, mà tham sân si là đều không thấy sự thật. Tham sân si ngã mạn, tà kiến gì, đố kỵ gì đó, đều tất cả những cái phiền não đó đều là cái che lấp trói buộc làm cho không thấy sự thật. Cho nên á, mình mới hiểu đúng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế nào. Chẳng thôi mình đa phần là mình sử dụng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sai. Tức là cứ dùng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà diệt tham, diệt sân, diệt si gì đó. Còn bây giờ tham sân si là chỉ cần thấy đúng nó đang như thế nào thôi. Thì tức là lúc đó nó thành minh rồi. Bây giờ si mà thấy rõ si. Si mà mình thấy rõ là si đó. Si mà mình thấy rõ là si tức là minh rồi. An Bình xin hỏi là con nghe thầy dạy thấy chỉ là thấy, không đánh giá phán xét. Vậy khi mình thuê người xây nhà, làm bất cứ thứ gì, mình phải xem họ làm đúng hay sai, hợp lý hay không. Chứ nếu thấy chỉ là thấy, vậy thì cứ bỏ qua họ làm sao cũng được. Vậy thì sao ạ? Thấy chỉ là thế này, người đó làm sai là thấy làm sai, người đó làm đúng là thấy làm đúng. Còn mình ông chủ cái người ta làm đúng rồi vẫn cứ nói sai để trả tiền ít, thì cái đó mình là tầm bậy. Chứ còn là thấy như thật là đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Mà chính nhờ cái mà đúng thấy đúng là thấy đúng, sai là thấy sai, tức là thấy đúng như thật á, thì khi lúc đó mới là. Mà cái quan trọng là thấy đúng như thật. Bây giờ thấy người ta làm sai mà tâm mình vẫn là thanh tịnh trong sáng. Thấy người ta làm đúng, tâm vẫn thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà thấy người ta sai làm sai thì mình chỉ lại cho người ta làm cho đúng. Thì nó khác. Cho Đức Phật là Ngài đệ tử làm sai thì Ngài nói sai thì Ngài địch chỉnh lại cho đúng. Rồi Đức Phật Ngài luôn hồi sinh tự sáng. Đó. Cho nên trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe mới là có thể thấy được toàn bộ cái thế giới này như chân như thật. Còn nếu không là toàn thấy trong cái ảo tượng của chính mình thôi. Người ta sai cũng cho là đúng, người ta đúng cũng cho là sai. Như là khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi hát cái bộ hồng cũng méo vậy đó. Đó. Thế nên trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe có nghĩa là không phải là trong thương thì trái ấu cũng tròn, mà cũng trong ghét bộ hòn cũng méo, và đó là vậy thôi.
Hết câu hỏi. Rồi bên trong đã hết câu hỏi. Dạ đây ai còn gì hỏi nữa. Còn không, còn có 5 phút rồi ngồi ăn bánh đi. Giờ đây có bánh không? Xưa người ta nói nhân sơ dễ đổi, tánh từ có giờ thôi, tánh dễ làm sao. Cái chữ cái tánh tình đó, nó khác về là cái tánh. Chữ tánh là nó cũng cũng có nhiều nghĩa. Cái tánh mà trong cái tánh tướng thể dùng á, thì cái chữ tánh đó tức là cái bản chất mà thực nhất của một sự vật đó. Đó. Còn cái hiện tượng mà mình thấy ra, thấy nghe được đó, là cái đó là tướng. Đó. Rồi cái mà cái chất liệu mà nó tạo ra cái đó cái gì đó, là cái đó gọi là thể. Và cái đó là để dùng làm cái gì đó, thì gọi là dùng. Đó. Thì gọi là tánh tướng thể dụng. Thì cái từ tánh đó nó khác. Còn bên này á, cái mà nói là cái bản tánh của mỗi người á, thì cái này gọi là đúng nghĩa của nó đó, gọi là tập. Cái này đúng nghĩa của nó là gọi là tập, nhưng mà tại vì người ta dùng quen là cái giống như tính tình. Cái chữ tánh tánh này tức là cái tánh tình của mỗi người á. Chứ người này thì tánh tham, người này tánh sân, người này tánh si, người này tánh tánh nhu, người này tánh cương rồi chẳng hạn đó. Thì cái tánh đó là mỗi người là do cái tập khí. Cho nên đúng nghĩa của nó là phải dùng nó là chữ tập chứ không phải là chữ tánh. Thì trong nho giáo người ta nói là tánh tương cần, tập tương viễn. Tánh thì nó thí dụ như bây giờ đây là nước chanh, đây nước cam, đây nước sữa, đây nước nỉ. Thì cái tánh nước là giống nhau, cho nên gọi là tánh tương cận. Nhưng mà tập tức là cái mà nó thêm vào đây này. Thêm vào chanh thì nó ra nước chanh, thêm vào cam ra nước cam, thêm vào sữa ra nước sữa đó. Thì cái đó là tập tương viễn. Thì cái mà huân tập của mỗi người đó là nó xa. Bây giờ tại sao mà người Nam với người Bắc có nhiều cái khác nhau, là tại vì cái tập của họ đó, cái tập tức là cái mà họ thu thập vào á, cái thu thập qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của họ ở tại miền Bắc nó khác với cái người miền Nam, người ta thu thập vào cái mắt tai, trong mắt tai mũi lưỡi thân ý cái khác. Thí dụ như là miền Nam thì toàn là đồng bằng, thí dụ vậy, còn miền Bắc thì toàn núi non, thì đó cho nên đó, nó khác nhau. Thì vì cái tập khác nhau đó, đó cho nên đó, mỗi người mỗi khác, cho đó mới nói là tập tương viện. Cái tập là mỗi người xa nhau, nhưng mà tánh thì tương cận. Đó. Thì khi mỗi người mà đều mà giác ngộ ra cái Pāpassara Citta đó, trở về được cái Pāpassara Citta đó, thì giống nhau hết. Cho nên cái sự giác ngộ là đều giống nhau hết. Nhưng mà cái kiến thức mà bên ngoài á, thì mỗi người mỗi khác. Người Ấn Độ thì kiến thức khác, người Việt Nam kiến thức khác. Vì cái đó là tương viễn. Thì Đức Phật á, Ngài chỉ cần là làm sao mà anh giác ngộ được cái tánh đó thôi. Còn cái tướng anh sao đó là tướng. tướng đó miệng sao đừng có bất thiện là được. Đó. Chứ còn tướng sao cũng được. Còn bây giờ nhiều khi mình tu là mình bắt mọi người đều giống nhau hết. Đó. Giống như tu là gần như là tướng rồi gì cũng phải giống nhau hết trơn. Đó. Chẳng hạn như bắt mặc y phục phải giống nhau. Hay là bắt phải làm cái gì giống nhau đó. Đó. Thì cái đó thật ra là cái đó không phải là tánh, cái đó chỉ là tướng. À, mà cái tướng đó, nó tướng viễn, nó không giống nhau.
Thì cái giang sơn là dễ đổi, bởi vì giang sơn thì nó là vô thường cho nên là nó thay đổi. Nhưng mà cái người mà một cái người mà cái tính cái người nó đã cố chấp rồi á là khó thay đổi lắm. Tức là đã hình thành, đã tập thành một cái thói quen, một cái gọi là cái tập khí, thì bây giờ là rất khó đổi. Cái tính vậy rồi thôi, nói hoài cũng được. Nói hoài cũng cứ vậy. Nhưng mà không sao, Đức Phật là Ngài nói là vừa trên cái tướng nào thì tướng, miệng sao là giác ngộ được, cái tính là được. Đó. Miệng sao mà ai là sinh hữu tác thành cái gì đó thì sinh hữu tác thành, nhưng miệng sao giác ngộ ra được, không sinh cũng hữu, không tác không thành là được. Đó. Cho nên trong thời Đức Phật ấy, mặc dù là người xuất gia đó, nhưng mà mỗi vị đều mỗi khác. Người thì đã, như ta thích ứng với cái hình đầu đà, như thế đó, như Ngài đầu đà cực khổ muốn chết mà cứ mà ngài Ca Diếp mà Ngài vẫn cứ thích đầu đà đó. Đức Phật Ngài nói thôi bỏ bớt ấy. Giờ ông giác ngộ rồi ông bỏ cho điện chi nữa, thì là không, tại quen rồi. Quen rồi bây giờ cứ vậy thôi. Thì cái đó là tập cho nên á, các ngài là mỗi người mỗi khác, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, mỗi người mỗi khác ấy. Còn bây giờ một ông thầy á, mà muốn đệ tử mình là phải giống y như là một kiểu thôi. Tức là bây giờ là trở thành là các cái nhà đúc, mà cứ đúc gạch thế, đúc gì đó, cứ đúc một khuôn thôi. Kiểu đó. Còn hồi thì Đức Phật là không vậy. Đức Phật là chỉ cần mọi người giác ngộ lại mình, cái ội thì cứ giác ngộ ội đi, cam thì cứ giác ngộ cam đi, bưởi thì giác ngộ bưởi đi là được, miệng sao giác ngộ là được. Rồi, xin chào mọi người.